Không giám sát thì thôi, chứ giám mà không sát, không phát hiện sai phạm để chấn chỉnh ngay từ bây giờ thì chưa đạt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 vào sáng ngày 12 tháng 10. Theo Chủ tịch Quốc hội, trọng tâm của hoạt động giám sát nên tập trung vào việc thực hiện quy hoạch điện 7 và kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8. Việc ban hành nghị quyết cần chỉ ra những vấn đề lớn cần triển khai thực hiện trong giai đoạn tới, trong đó có chuyển đổi năng lượng công bằng, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách trong phát triển năng lượng, bổ sung các số liệu, cập nhật tình hình thực tế trong dự thảo nghị quyết. Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một loạt dự án năng lượng có nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn, song báo cáo giám sát chưa làm rõ. Tôi vừa mới đi công tác Cần Thơ về, chuỗi khí điện Lô B và Ô Môn, cả thượng và hạ nguồn đều tắt. Giữa PVN, EVN và các bộ ngành đều tắt. Chủ tịch Quốc hội nêu và bày tỏ băn khoăn khi dự thảo nghị quyết chỉ có 8 dòng về vấn đề này và vẫn khá chung chung. Ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Bà Nguyễn Minh Hằng sinh năm 1976 tại Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam và thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Vương quốc Anh. Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 2000 và đã trải qua nhiều vị trí công tác gắn với quá trình hội nhập quốc tế, công tác ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Bà Hằng từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Bộ Ngoại giao, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Phó Vụ trưởng, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, quyền Vụ trưởng, sau đó là Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao. Hiện nay bà Nguyễn Minh Hằng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ghi nhận tại đê sông Lam đoạn qua xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tình trạng sạt lở đang rất nghiêm trọng. Sạt lở đã ăn sâu vào đất canh tác của người dân, tiến gần chân cầu Yên Xuân Mới và áp sát chân đê. Tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, sạt lở nhiều diện tích đất, áp sát gần vào đê Tả Lam. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Xá cho biết, hiện đợt mưa lũ tháng 10 năm 2022 và cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay, tình trạng sạt lở sông Lam ngày càng nghiêm trọng. Hiện sạt lở có chiều dài khoảng 600-700m, ăn sâu vào trong khoảng 30-50m. Bà Tuyết cho biết, chúng tôi đã hai lần phải di chuyển biển báo khoảng cách an toàn. Chúng tôi cũng vừa báo cáo lên huyện, cũng như kiến nghị cấp có thẩm quyền để khắc phục. Nhưng xem ra chỉ có đầu tư xây dựng kè thì mới có thể chống chọi được với sạt lở như đã và đang xảy ra. Sáng ngày 12 tháng 10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin, kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tính từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024. Trong thời gian nghỉ Tết, từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2, công ty còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Nha Trang và ngược lại, phục vụ hành khách đi du xuân. Dự kiến, tàu chạy khoảng 390 chuyến, tương ứng với 200.000 chỗ. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10, công ty nhận đăng ký vé tập thể. Sau ngày 15 tháng 10, công ty bán vé cho các tập thể đã đăng ký. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 10, công ty bán vé cá nhân. Trong đó, mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Trong đợt cao điểm Tết, hành khách mua vé xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8 tháng 2 với cự ly đi từ 1.000 km trở lên sẽ giảm 3%. Các vé tập thể từ 10 người trở lên giảm từ 2% đến 8% giá vé. Hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6, giảm 30% loại chỗ nằm khoang 4. Khách mua khứ hồi được giảm 5%, sinh viên được giảm 10-20% giá vé. Các chuyến tàu chạy rỗng, công ty cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm từ 5% đến 30% giá vé cho hành khách như mua vé xa ngày, mua tập thể, khứ hồi.
Ngày 12 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay nguồn vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng tại thành phố lại đang cạn dần. Cụ thể như vaccine DBT, VGB, HIP là vaccine 5 trong 1, chỉ còn khoảng 3.000 liều. Vaccine ngừa sởi rubella còn 2.300 liều, vaccine ngừa sởi còn 660 liều, vaccine ngừa uốn ván còn 600 liều, vaccine ngừa viêm gan siêu vi B còn 89 liều. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC dự báo số vaccine này chỉ đủ tiêm trong vòng 2 tuần. Từ nhiều năm qua, việc cung ứng nguồn vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đảm trách, thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Tuy nhiên, kể từ năm 2022 cho đến nay, việc cung ứng vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn do thay đổi về cơ chế mua sắm vaccine sau khi kết thúc chương trình Mục tiêu Y tế Dân số. Điều này đã làm gián đoạn cung ứng một số vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó có vaccine sởi bạch hầu, ho gà, uốn ván và vaccine 5 trong 1.